Trên những chiếc máy giặt và máy sấy quần áo cao cấp của thương hiệu Electrolux có chứng chỉ về khả năng chăm sóc và bảo vệ trang phục Woolmark Blue. Nếu trong ngành xe hơi, Euro NCAP là cái chứng chỉ uy tín nhất toàn cầu về khả năng bảo vệ sự an toàn của người ngồi trong xe hơi, thì trong ngành dệt may, The Woolmark Company là công ty uy tín nhất toàn cầu chuyên về thẩm định chất lượng của trang phục. Nó bao gồm 5 kết quả kiểm định, bao gồm thẩm định về màu sắc của trang phục trong môi trường chất lỏng, màu sắc trong môi trường ánh sáng, độ sờn xước bề mặt sau quá trình sử dụng máy, cũng như mật độ hàm lượng của sợi vải trên một đơn vị diện tích, và cả tính năng đàn hồi co giãn, tức là giữ form và giữ cho những bộ trang phục hàng hiệu luôn tươi mới, cũng là cách để bảo vệ môi trường. Đối với những cái thương hiệu cao cấp xuất xứ châu Âu, ví dụ như là Electrolux là thương hiệu của Thụy Điển, họ không chỉ sản xuất ra những chiếc máy có chất lượng cơ khí tốt mà nó còn quan tâm đến sự phát triển bền vững. Các bạn có thể thấy ngay trên bao bì nó có những cái tiêu chuẩn chất lượng ROSH. Đây là quy định của Liên minh châu Âu. Họ yêu cầu các bộ phận chi tiết phần cứng phải có một cái hàm lượng chất độc hại dưới mức cho phép.